Xin chào quý anh chị và các bạn nha. Và đây là mình đang quay ở ngoài công viên đường số 40, khu dân cư An Phú Hưng, phường Tân Phong, quận 7 nha quý anh chị. Đây là trục đường số 40 này. Thẳng ngay ra ba kia là đường 65 nha. Ngoài đấy là đường 65, đi rẽ tay phải thì mình ra ngoài đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7. Ngày hôm nay mình đưa quý anh chị đến tham quan một căn nhà. Căn nhà này có diện tích rất là đẹp nha. Đây là hình ảnh bên ngoài căn nhà này. Đây bên ngoài căn nhà nha quý anh chị. Đây là không gian bên ngoài. Căn nhà của mình đây có bề ngang là 6m, dài của mình là 15 nha. Đây là bên ngoài căn nhà mình này. Và bây giờ mình đưa quý anh chị vào tham quan bên trong nha. Căn nhà này gia chủ để lại cho mình một số nội thất dính tường. Nhà mình thiết kế là một trệt, hai lầu và sân thượng. Và đây là không gian bên trong căn nhà này. Nhà mình có bề ngang 6m, nhà thiết kế rất là đẹp nha. Gia chủ sẽ để lại mình cho một số nội thất chỉ với giá là 23 tỷ là quý anh chị sở hữu căn nhà này. Đây là cầu thang bộ này. Và đây là không gian phòng khách của mình nha. Nhà mình thiết kế cái trần rất là cao. Trần của mình đây khoảng 4m nha. Dưới cầu thang đây của mình có một cái nhà kho này. Đây mình có một nhà kho nhỏ nha. Và đây là không gian phòng bếp của mình này. Ở phòng bếp của mình đây mình có một cái đảo nhỏ để quý anh chị chế biến đồ ăn ở đây nha. Bếp của mình đây gia chủ thiết kế rất là đẹp. Toàn bộ tủ bếp trên, tủ bếp dưới của mình là nội thất cao cấp nha. Đá, mặt đá đây của mình, đá này cao cấp lắm. Nhà mình đây bề ngang là 6m, dài 15m. Kết cấu xây dựng một trệt, hai lầu, sân thượng. Ở cuối nhà đây mình có một toilet này. Toilet phía sau nhà đây nha. Và mình có giếng trời sau nhà này. Và bây giờ mình đưa quý anh chị tham quan trên lầu 1 nha. Nhà mình đây có tất cả là 5 phòng ngủ và 6 toilet. Ở dưới tầng trệt mình có một toilet. Và trên mỗi lầu thì toilet của mình khép kín ở trong phòng. Đây mỗi thang bộ của mình, quý anh chị thấy là cái đá ốp cầu thang đây cũng là đá cao cấp nha. Đây là hình ảnh mình quay từ trên xuống này. Ở trên lầu 1 đây của mình thì mỗi một tầng là có 2 phòng ngủ và 2 toilet. Đây là phòng ngủ phía sau của lầu 1 của mình. Nhà thiết kế rất là đẹp. Trần anh ấy làm rất là cao nha quý anh chị. Chỉ với giá là 23 tỷ là quý anh chị sở hữu căn nhà này. Trần thiết kế rất là cao. Và phía sau đây mình có một cửa sổ nhìn ra sân sau nha. Đây mình quay toilet này. Toilet trong phòng rất là rộng nha. Đây quý anh chị thấy toàn bộ nội thất là Toto nha. Bồn vệ sinh, chậu rửa của mình toàn nội thất cao cấp. Và đây là phòng ngủ phía trước của mình này. Không gian phòng ngủ phía trước rất là đẹp nha. Phòng rất là rộng, trần cao, thoáng. Tủ áo của mình phun kịch trần luôn. Gia chủ để lại cho mình những nội thất dính tường. Còn những nội thất rời chủ nhà sẽ mang đi nha. Đây là trong phòng ngủ phía trước. Ở phòng ngủ này thì mình có một toilet khép kín đây. Đây là toilet trong phòng. Toilet này của mình là có bồn tắm nằm đấy nha quý anh chị. Nhà đẹp lắm. Căn này nằm trên mặt đường số 40, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7. Đây là ban công trước nhà này. Kia là công viên nha. Nhà rất là đẹp luôn. Đây là đường 65. Nhìn ra đây đường 65. Và bây giờ mình cùng đi tham quan trên lầu 2 nha. Đây là trên không gian trên lầu 2. Từ đây quý anh chị mà đi ra các trường học, siêu thị, bệnh viện, các thứ là ngay gần đây luôn nha. Chỉ trong bán kính khoảng 1 đến 2 km là mình có đầy đủ hết các tiện ích.
Đây là không gian phòng ngủ phía trước của lầu 2. Ở phòng ngủ phía trước đây của mình cũng có một cửa sổ và một ban công nha. Đây là cửa sổ ở trong phòng. Phòng ngủ rộng lắm. Phòng rất rộng nha. Tủ áo của mình, tủ áo full kệch trần luôn. Trần rất là cao, thoáng. Nhà này gia chủ trước xây để ở nhưng mà giờ không có nhu cầu nên gửi mình bán. Đây toilet, toilet của mình có bồn tắm nằm luôn. Nhà rộng, thoáng. Phòng ngủ này mình có một ban công trước nhà, trước phòng. Đây ban công trước phòng đấy nha. Đây ban công của mình rất là rộng luôn nha. Thoải mái quý anh chị trồng cây hay để xích đu mình ngồi đây mình ngồi chơi nha. Ngoài kia là công viên của mình. Đây quý anh chị đi ra đây thao mình tập thể dục hay là mình đạp xe ở đây nha. Còn phía bên kia mình nhìn mấy tòa nhà cao bên kia là khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Đây mình đưa quý anh chị tham quan phòng phía sau. Đây là phòng ngủ phía sau như này. Phòng rất là đẹp nha. Chỉ với giá là 23 tỷ là quý anh chị sở hữu căn nhà này. Phòng thiết kế đẹp, trần cao, thoáng, mát. Ở đây quý anh chị có thể ở vừa làm văn phòng công ty được nha. Đây là toilet trong phòng. Và bây giờ mình đưa quý anh chị lên tham quan trên tầng thượng. Nhà mình đây bề ngang là 6m, dài 15m. Kết cấu xây dựng 1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng. Nhà mình có tất cả là 5 phòng ngủ và 6 toilet nha. Đây là trên tầng thượng này. Trên tầng thượng này của mình thì mình có một cái sân sau. Và đây toilet dùng chung trên tầng thượng đấy nha. Đây là toilet mình dùng chung trên tầng thượng này. Và đây mình có một phòng ngủ nhỏ. Gia chủ không dùng tới nên để tạm làm nhà kho ở đây nha. Đây trên tầng thượng thì ở đây mình có một cái sân sau. Nhìn ra kia ngoài kia là chung cư Sunrise này. Đây là trên sân sau của tầng thượng. Ở trên này mình còn thêm có một phòng kho nhỏ đây nhé. Đây mình có một phòng kho này. Quý anh chị tha hồ để đồ trên này nhé. Ở trên này thì mình có một gian phòng thờ. Ở đây mình phòng thờ đây nhé. Và bây giờ mình đưa quý anh chị tham quan sân trước nhà. Đây là sân thượng. Sân thượng phía trước. Ở đây quý anh chị tha hồ trồng cây hay là mình làm nơi mình kê bàn uống trà, uống nước trên này nhé. Đây mình quay đây là dậy nhìn ra kia là công viên. Quý anh chị thấy ngoài kia là công viên nha. Nhà rất là thoáng. Còn bên này là đường 65. Mình rẽ tay phải là ra ngoài này là đường Nguyễn Thị Thập nha. Với giá là 23 tỷ là các bạn sở hữu căn nhà này. Nhà mình sổ hồng hoàn công đầy đủ. Mua bán mình công chứng được liền nha.